Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh xe gà Honda Rusin 2.9 đẹp không kém gì lít. Cái chiếc Honda Rusin 2.9 là một mẫu xe gà mới ra mắt cho một thiết kế có phần là ăn chắc mặt bền, có khả năng đổi đầu trực tiếp với cái chiếc Honda Lead bán ở Việt Nam. Trong chuỗi sản phẩm mới tung ra thị trường ở Trung Quốc, Honda đã trình diện một mẫu tay gà thế hệ mới nhất Honda Rusin 2.9. Quan sát diện mạo bên ngoài, nhiều người sẽ nhận thấy rằng cái chiếc Honda Rusin 2.9 có những nét là hào hào với Honda Beat bán ở Việt Nam. Cái mẫu xe Honda Rusin 2.9 có cái chiều dài tổng thể 1815mm, rộng 670mm và cao 1115mm. Cái sàn để chân rộng rãi, nhìn từ phía bên cạnh thì cái chiếc Honda Rusin 2.9 có phần là chống với cái huyền thoại Honda BC từng bán ở Việt Nam. Sẽ được trang bị cho mình một cái động cơ mạnh mẽ với một cái khối động cơ có phần khối là 125cc. Cái chiếc Honda Rusin 2.9 đem lại cái sự linh hoạt di chuyển ở trên đường phố. Cái khối động cơ này cho ra cái công suất đa 6,6kW cùng với một cái mô men xoắn cực đại 9.87Nm với cái tỷ số nén 9.8:1. Cái phần phía sau phía dưới là yên ngồi với cái tấm ốp cũng rộng kiểu phong cách clip. Cái đèn pha lớn ở phía trước, hốc đựng đồ nhỏ ở phía trước, ổ khóa tự, đồng hồ xe. Phía sau có thanh tay bịn và cái chỗ treo đồ. Đồng thời thiết kế này cũng cho phép người lái dễ dàng dắt xe hơn. Thiết kế đèn hậu lớn có cái phần là hơi kém sang. Honda Rusin cái bản màu trắng năm 2009. Ngoài cái đèn LED sẽ còn trang bị cho mình một cái ổ sạc USB cũng rất là tiện ích. Các chi tiết khá là chắc chắn. Và đây là cận cảnh đồng hồ của xe. Phanh đĩa trước sẽ được trang bị cho mình là phun xăng BZP giúp cho xe tiết kiệm xăng và thân thiện với môi trường hơn. Nếu có ở Việt Nam thì cái chiếc Honda Rusin 2.9 sẽ có khả năng đối đầu trực tiếp với cái chiếc Honda Lead. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để trực tiếp nhớ like, share, subscribe.